Có ai đó muốn trang trí bút chì của mình như thế này không? Đây là một chú thỏ cảm xúc nha, ngoài việc có thể tháo ra tháo vào, mình có thể thay đổi cảm xúc theo ý muốn nữa. Làm thì cũng không có gì phức tạp, trước tiên là mình sẽ phải lấy một cái tờ giấy để mình cuốn cho vừa cái bút. Sau đó là mình sẽ cắt một miếng bìa, mình gấp bằng đôi như thế này. Cắt cái phía dưới nhọn nhọn đấy để mình bỏ một cái ống bút, sau đó mình dán keo vào cho chắc. Dán phần phía dưới thôi nha, còn cái đầu phía trên vẫn còn có thể mở ra mở vào như cái mỏ vịt được á. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt một cái nơ để mình gắn ở đây để che cái cây đi. Ở đầu giữa này thì mình sẽ gắn hình trái tim nè. Rồi xong rồi, bây giờ là mình sẽ vẽ đầu chú thỏ, mình gấp đôi tờ giấy lại. Thì mình sẽ vẽ hình cái đầu chú thỏ trước, sau đó là mình sẽ can. Thì nhớ là phải có cái cổ nhá, để cắm nhá. Còn chú thỏ này mình cắt thì để cái tai nó sẽ dính lại như thế này, gấp ra gấp vào được như này nhá. Rồi bây giờ thì là mình sẽ vẽ gương mặt mà mình muốn. Ở bên này thì có là gương mặt cười, còn đằng sau thì có thể làm gương mặt không vui. Cắt hai nhân cái tai này nè. Rồi mình sẽ lấy keo để dán vào cái con thỏ cho nó được đẹp. Rồi đây là mặt đằng sau ha, là mặt buồn nè. Rồi dán hai cái tay vào, vậy là mình xong rồi đó. Đến cái nơ á, đằng sau nó thì mình chưa dán thì mình lấy một miếng dán màu đỏ, cắt vừa vừa thôi, mình sẽ dán nó lên một miếng lớn hơn nữa để mình chồng lên ở bên ngoài, để tránh cho cái việc mà hai cái ở bên trong nó sẽ dính lại với nhau. Rồi đây này, nó hở ra như thế này này. Đó, bây giờ là mình sẽ nhét cái đầu vào đây. Đây là mặt vui, còn không thích thì mình sẽ đặt lại là mặt buồn. Vậy là xong rồi đó. Tương tự như thế thì các bạn thích con gì, các bạn có thể vẽ hình cái con đó mình can ra. Ở đây thì mình có một số mẫu mình có thể làm để gợi ý cho các bạn thôi, còn mình sẽ tự chế ra cái mẫu hoặc những con vật mà mình thích. Mình nên làm cái ống lời để gắn vào bất cứ cái bút nào mình muốn cũng được. Với lại nhiều khi mình viết bài hoặc là mình di chuyển nó sợ nó vướng, mình có thể tháo ra và cất cũng được. Việc trang trí bút đó rất là đơn giản, và mình thấy ở trên mạng hoặc trên YouTube có rất nhiều cách để trang trí đẹp mà cũng dễ dàng. Các bạn có thể lên trên đó tham khảo, và mình cũng đã làm 2 clip trước đây để trang trí bút rồi. Nên ở đây là mình chỉ có gợi ý một cái trang trí bút làm bằng giấy để cho các bạn nhỏ có thể tự làm. Làm bằng đồ tái chế thì nó có nhiều kiểu và đa dạng lắm, nhưng mà rất là khó cho các bạn làm bởi vì các bạn không đầy đủ dụng cụ. Với hai nữa, nếu khi mình sử dụng súng bắn keo á, mà không khéo á, là sẽ bị bỏng, rất là nguy hiểm. Bây giờ là mình làm mẫu chú gấu ha, mình cũng vẽ chú gấu và cũng cắt y chang như vậy. Nhớ là gấp đôi tờ giấy lại, và lúc mình can á, thì mình phải để cái tay á, nó dính lại, có thể gập ra gập vào như thế này. Rồi bây giờ là mình sẽ vẽ gương mặt chú gấu thôi. Cũng khá là đơn giản để trang trí một cây bút đúng không? Chúc các bạn nhỏ một năm học mới nhiều may mắn nhé.